sẽ hướng dẫn các em giải bài tập của bài số 2 chương 5 thống kê phần biểu đồ. Thì hôm nay chủ yếu chúng ta là vẽ biểu đồ và đọc được biểu đồ. Thì cái biểu đồ thì như bài sẽ qua giới thiệu là có 3 cái biểu đồ mỗi em phải biết. Thứ nhất là biểu đồ hình cột, biểu thể hình cột tần suất hay tần số. Hai là đường gấp khúc tần suất hay tần số. Và ba là biểu đồ hình quạt mà các em rất hay gặp trong địa lý, đúng không? Rồi, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn bài số 1. Bài số 1 trang 18. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của bài số 1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất. Rồi, bây giờ mô tả bảng bài tập số 2. Bài số 1. Rồi, đây là bảng lớp biểu đồ dài của 60 lá dương xỉ. Rồi, người ta bảo là làm biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất. Như vậy thì chúng ta phải lập lại cái bảng phân bố tần suất. Chúng ta phải lập lại bảng tần suất. Nào, 8 là chia cho 60 là theo nhầm là 13,33. Rồi, 18 chia cho 60 30 thêm 40 có nghĩa là 16,67. Rồi, đây là mình đã có một cái bảng tần suất ghép lớp của 60 lá dương xỉ. Rồi, thế bây giờ sau khi đã có bảng tần suất rồi, chúng ta sẽ vẽ các biểu đồ của hình cột và đường gấp khúc tần suất, đúng không? Đây là biểu đồ như sau. Đây ta có giá trị lớp của độ dài là được 20, đúng không? Đây là độ dài mét. Trên này là tần suất đơn vị phần trăm. Nên mình nhớ là phải đi kèm đơn vị ở trong. Đấy. Trăm 30%.
16,67. Như vậy ta đã có một cái biểu đồ hình cột. Tần suất. Mấy biểu đồ tần suất hình cột này. Mặt tiền. Đây là độ dài của sóng bên là dương xỉ chuyển thành. Ta sẽ nối các điểm đầu mút này với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra được một đường góc khúc tần suất. Được chưa? Đây là chính là đường góc khúc tần suất của độ dài 60 lá dương xỉ trưởng thành. Ok chưa? Đấy. Thế đây chúng ta bài số 2. Xét bảng phân bố tần suất, tần số và tần suất ghép lớp đã được ở bài tập số 3 của bài 1. Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường góc khúc tần suất.
Nào, bài tập số 3. Bây giờ ta phải lập tần suất và tần số để cho câu B. Rồi. Thì bài trước chúng ta nên giữ lại. Rồi tìm lại. Bây giờ chúng ta sẽ lập bảng tần suất. Đây ta sẽ có 5 lớp tất cả. Rồi. Từ khoảng 70 đến 80 thì tần số của cái này 1 2 3 3 cái 80 90, 1 2 1 2 3 4 5 6 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 đến 110 1 2 3 4 5 6 rồi chúng ta sẽ vẽ câu ba này. Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột đường các khúc tần suất. Đấy, ta phải làm một cái biểu đồ. Tần suất này. Rồi. 70-80 đúng không? Đây là 1. Đây chính là 70-80-90
to. Nào, 70-80 là 10. Mình cột luôn đúng không? Rồi, từ 80-90 là 20. Từ 90-100 là 40. Đây chính là biểu đồ hình cột của tần suất. Thì tôi sẽ không ghi tên nữa nhé. Đây là gì? Đây là cái bảng của phần khối lượng băng của quay tay thu hoạch được đúng không? Khối lượng băng của quay tay. Rồi, thì bây giờ đường góc khúc tần suất. Đường góc khúc tần suất thì ta chỉ cần việc lấy các điểm đấu mút ở đây. Đấy. Và nối chúng lại với nhau. Đúng không? Sẽ đối chúng lại với nhau. Đây chính là các điểm mút đúng không? Được chưa? Thì đây chính là đường góc khúc tần suất, đường góc khúc tần suất của biểu đồ về băng của quay tay. Rồi câu B, hãy vẽ biểu đồ tần suất hình tần số hình cột và đường góc khúc tần số. Bây giờ lại chuyển sang là tần số. Tần số ta có như sau. À, vừa nãy thầy quên ghi các điều ở trên các cột, thì ở đây chính là khối lượng băng nguyên củ khoai tây đúng không? Khối lượng của củ khoai tây. Trên này là tần số lặp lại. Đấy, thế là 3 3 6 12. Ta lấy nhỏ hơn đi. Đây là 3 6. Đúng hơn đây là 12. Rồi. Đấy rồi. Đây là 70-80 như cũ đúng không? Đây là 1 70.
110, 110, 120. Vậy thì 3 ở đây. Thầy sẽ vẽ đường gấp khúc của tần số trước. Thì đây là những điểm mà ta cần tìm để nối chúng với nhau. Đấy, thì đây chính là đường gấp khúc của tần số. Đấy, chưa? Rồi. Đây, xóa xuống đi. Chúng ta vẽ biểu đồ hình cột của tần số. Biểu đồ hình cột của tần số thì chúng ta cần như thế này. Đúng chưa? Đấy, thế chính là biểu đồ hình cột của tần số. Thì câu C dựa vào biểu đồ tính tần số, tần suất hình cột đã vẽ ở câu A và hãy nêu nhận xét khối lượng của 30 củ khoai tây. Hãy nhận xét về khối lượng 30 củ khoai tây để khảo sát. Thì nhận xét của chúng ta ở đây là gì? Nhận xét của chúng ta ở đây là tần suất, bây giờ nhìn vào bảng thôi đã đủ nhận xét rồi. Chúng ta sẽ xem này. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải nhận xét về so sánh giữa các cái nào bằng nhau, đúng không? Và cái nào lớn nhất và cái nào là thấp nhất. Đúng không? Nghe là gì? Lớp có khối lượng. Xét 90 100 80 90. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2. Ta lập một cái bảng cơ cấu như trong ví dụ 2 nha. Ví dụ 2 là đây, ví dụ đây. Đấy, một bảng cơ cấu giá trị. Tức là trên đây chúng ta đưa biểu hình quạt ra nhận xét thôi. Rồi.
tiên là bảng cơ cấu. Giá trị sản xuất. Công nghiệp. Trong nước. 5 2.000. Phân theo thành phần kinh tế phần trăm. Phân theo thành phần kinh tế. Được chưa? Rồi. Rồi. Thì chúng ta sẽ làm một cái bảng. Cũng đơn giản thôi, đúng không? Khu vực doanh nghiệp nhà nước này, khu vực ngoài quốc doanh, khu vực đầu tư nước ngoài. Công việc của chúng ta là để đọc được biểu đồ thôi, rất là dễ. Đây, số phần trăm. Thì biểu đồ liên quan đến các em nhớ sách giáo khoa nhé, thì sẽ không vẽ ra. Thì ở đây ở trong này người ta ghi ký hiệu 1, 2, 3, 5 là khu vực doanh nghiệp nhà nước, chú thích rất rõ ràng. Ý 2, 3, 2.2 màu đậm nhất là khu vực ngoài quốc doanh. Ý thứ ba là nhạt ở trung bình, màu trung bình là khu vực đầu tư nước ngoài lớn nhất, 4.3. Đây chúng ta cộng là về là 100. Như vậy chúng ta có một cái kem nối kẻ bạc. Đây, chúng ta đã có được một cái bảng về cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 2000 và phân theo thành phần kinh tế. Rồi, như vậy thầy đã hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa trang 118. Để xem các bài số trung bình cộng, số trung vị mod của bài số 3, các em hãy theo dõi các video kế tiếp. Xin cảm ơn các em. Xin chào tất cả các em, thầy là Nguyễn Hồng Minh, thầy là dạy toán ở trung tâm Vietjet. Nếu các em thấy các cách giải của bài tập của thầy hay thì các em hãy ấn like và subscribe bên dưới. Các em có vấn đề gì thắc mắc về bài tập hay là muốn chia sẻ cách thức giải với bạn bè thì các em hãy comment ở phía dưới nhé. Chúc các em học tập thật là tốt.